Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ken Review Phim. Trong phần 3 của chuỗi phim Lưỡi Cưa, chúng ta biết rằng hai tên sát nhân đều đã bỏ mạng, nhưng mà việc không hề dừng lại. Các cái bẫy chết chóc vẫn được tạo ra, những nạn nhân tiếp tục đối mặt với những trò chơi kinh khủng nhất. Vậy còn ai nữa ngoài John và Amanda làm ra những việc này? Cùng mình vào ngay phần 4 nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bắt đầu phim, đợt khám nghiệm tử thi đang mổ xẻ cơ thể của John nên một điều chắc chắn rằng chiếc so đã thực sự chết. Nhưng rồi họ phát hiện được một cuộn băng ghi âm được bao phủ bởi sắp nến. Trong bao tử của ông ta, đó là một đoạn ghi âm dành cho thám tử Mark Hoffman với nội dung trò chơi của chiếc so vẫn sẽ được tiếp tục kể cả khi chiếc so đã chết. Chắc chắn sẽ có một người kế thừa ông ta. Chuyển qua một diễn biến khác, hai người đàn ông đang bị xích lại với nhau, một người thì bị khâu mắt, người kia thì bị khâu miệng. Họ không thể giao tiếp được với nhau, người bị khâu mắt tỏ ra hoang loạn hơn, liên tục lấy đầu ném về phía trước. Người kia thì nhìn thấy chìa khóa ở trên cổ người bị khâu mắt nhưng không biết cách nào để ra hiệu. Hai người vô tình kích hoạt cái máy, dây xích từ từ được cuốn lại. Người bị khâu miệng buộc phải siết chết người kia để lấy chìa khóa giải cứu mình. Một đội cảnh sát lúc này đang khám nghiệm hiện trường nơi khác, rồi họ nhận ra nạn nhân chính là nữ cảnh sát Kerry, người đã chết do cái bẫy của Amanda. Rick không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thi thể của đồng nghiệp. Những người xung quanh anh lần lượt ra đi hoặc đang không rõ tung tích. Lúc này có hai điều tra viên của FBI là Peter và Lindsay đến hiện trường. Họ nhận ra ngay chiếc bẫy này được tạo ra là để giết chết nạn nhân, không phải cách làm của chiếc so. Nếu là Amanda làm thì cô ta không đủ sức để treo Kerry lên cao đến như vậy. Một giả thuyết được họ đưa ra đó là có kẻ thứ ba giúp sức cho chiếc so và Amanda. Rick quay trở về nhà với tâm trạng chán chường. Thấy vợ mình đang soạn đồ về nhà mẹ ruột. Vì anh chỉ đâm đầu vào công việc, anh muốn giữ vợ mình lại nhưng không thể. Vì tung tích của Eric vẫn chưa được tìm thấy, anh ta đã mất tích 6 tháng. Việc đó làm Rick cứ canh cánh trong lòng. Trong lúc đang ngủ thì Rick phát hiện có người đột nhập vào nhà. Anh sau đó bị kẻ làm mặt tấn công. Hoffman cũng gặp phải trường hợp tương tự. Đến khi tỉnh lại thì Rick nhận thấy mình đang nằm trong bồn tắm. Màn hình TV bật lên với hình ảnh quen thuộc. Con búp bê nói rằng Rick luôn muốn cứu tất cả mọi người. Việc đó làm anh ta ám ảnh dẫn đến việc đưa ra những quyết định sai lầm. Một thông tin được tiết lộ là Eric vẫn còn sống và hiện đang bị bắt giữ cùng với Hoffman. Bên dưới chỗ mà Eric đứng là tảng băng đang tan chảy dần. Rick có 90 phút để cứu hai người đồng nghiệp. Anh phải trải qua những thử thách của chiếc so để đến được địa điểm bí mật đó. Thử thách đầu tiên là chính trong nhà anh, một người phụ nữ đeo mặt nạ và bị trói vào gỗ máy đặt ở phòng khách. Thông điệp của chiếc so muốn gửi đến cho Rick là không phải lúc nào cứu người khác cũng là tốt. Người trước mặt anh là một tội phạm, liệu có đáng được cứu sống hay không? Rick tháo mặt nạ ra cũng là lúc cái bẫy được kích hoạt. Tóc cô ta bị cuốn vào cỗ máy. Rick cuống cuồng tìm cách vô hiệu hóa cái bẫy. Anh nhìn thấy được những con số ở xung quanh, dùng nó để dừng cỗ máy lại. Đến khi dừng lại thì một mảng da đầu của cô ta cũng gần chóc ra hết. Rick chạy đi lấy một cái khăn thì trong lúc đó cô ta mở cánh cửa tủ lấy con dao giấu trong đó ra rồi xông vào Rick nhưng nhanh chóng bị khống chế. Rick sau đó biết được cô ta cũng bị chiếc so thao túng tâm lý, nói rằng cô ta sắp được một siêu quan cứu. Nếu người đó thành công thì cô ta sau đó cũng sẽ bị bắt giữ và đóng vào tù vì cô ta là một tội phạm. Đó là lý do cô ta tấn công Rick. Cảnh sát bên này tìm thấy những bằng chứng nghi ngờ Rick là người thứ ba giúp chiếc so và Amanda. Cộng với việc có người dân báo họ nghe thấy tiếng súng nổ nơi gần nhà của Rick, cảnh sát lập tức ập tới. Nhưng Rick đã rời khỏi đó, chỉ còn lại xác người phụ nữ và nhiều tấm hình dán trên tường. Điều này càng làm cho cảnh sát chắc chắn rằng Rick có liên quan đến chiếc so. Trong vô số bức hình, có hình vợ cũ của chiếc so là Jill. Cảnh sát liền mời cô ta về để tra hỏi. Bên phía Rick, thử thách tiếp theo của anh là tại một nhà nghỉ. Nhiệm vụ đưa ra là Rick phải đưa tên chủ nhà đến căn phòng bên cạnh. Trong căn phòng, vô số bức hình tố giác hắn ta đã cưỡng bức rất nhiều cô gái vô tội. Thử thách của Rick là quyết định để tên chủ nhà nghỉ chơi trò chơi hay không. Nếu để hắn chơi thì anh không được cứu giúp, còn tên chủ nhà nghỉ hắn ta phải lựa chọn chọc thủng hai con mắt của mình hoặc bị cái bẫy giết chết. Rick nhìn thấy tội ác của hắn ta thì ép hắn bước vào cái bẫy rồi bước ra khỏi phòng. Tên chủ nhà nghỉ không đủ can đảm để đánh đổi đôi mắt nên đã bị giết chết. Sau một hồi tra hỏi thì phía cảnh sát cũng biết được một phần lý do khiến cho John trở thành chiếc so như bây giờ. Và một hôm Jill vô tình bị một tên nghiện mở cánh cửa đập trúng bụng khiến cô bị sảy thai, bị tước đi quyền làm cha, cộng với việc ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khiến cho John có những suy nghĩ điên rồ hơn và tình cảm của hai người cũng xấu đi. Cảnh sát bây giờ cũng đã đến hiện trường ở nhà nghỉ. Họ tìm ra được thông tin căn phòng này được một người tên là Art Blank thuê cách đây 6 ngày nhưng anh ta được xác định là đã mất tích 2 tuần nay. Còn tại nơi giam giữ của Eric và Hoffman, một kẻ lạ mặt xuất hiện, có vẻ là đến giám sát hai người. Hóa ra đó chính là Art Blank và cũng là người bị khâu miệng ở đầu phim. Thử thách tiếp theo của Rick là ở trường học. Rick từng điều tra một vụ án học sinh ở ngôi trường này bị chính cha ruột quấy rối. Trước mặt anh là cha mẹ của người học sinh đó, họ đang bị nhiều thanh kim loại cùng đâm xuyên qua, nhưng người mẹ thì chỉ bị đâm ở những nơi yếu huyệt. Nếu cô rút những thanh kim loại đó ra thì mình vẫn sẽ sống, nhưng chồng cô ta vì bị đâm xuyên tử huyệt sẽ mất máu mà chết. Người phụ nữ này cả cuộc đời không thể quyết định được điều gì, bị chồng mình đàn áp, nên bây giờ chính là cơ hội để cô ta tự định đoạt số phận của mình. Chỉ còn một thanh cuối cùng, Rick giúp cô ta, rồi anh vào trong tìm thấy được manh mối cho địa điểm tiếp theo. Anh đưa cho người vợ chìa khóa để cô ta tự xử lý, còn anh thì rời đi. Cảnh sát vẫn là những người đi chậm hơn một bước. Họ đến trường học thì người chồng đã chết. Cảnh sát điều tra được Rick đã từng mất bình tĩnh, đánh người chồng khi anh đến điều tra tại đây. Art Blank chính là luật sư đại diện cho người chồng lúc đó. Hai điều tra viên đi xung quanh thì phát hiện một căn phòng khả nghi. Họ bước vào thì nhìn thấy con búp bê đang đeo máy ghi âm. Đoạn ghi âm là lời cảnh báo đến Lindsay. Cô tiến đến gần con búp bê thì bất ngờ nó nổ tung, những mảnh vỡ ghim vào mặt cô. Lindsay được đưa đi cấp cứu, còn Peter thì tức giận đến cho hỏi tiếp tục và cô chiếc so. Cô ta tiết lộ người luật sư Art Blank và chiếc so lúc trước là đối tác làm ăn, nhưng sau khi cô bị sảy thai thì việc hợp tác cũng chấm dứt. Chiếc so cũng bắt đầu tạo ra các trò chơi và người đầu tiên chính là tên nghiện đã làm cho Jill bị sảy thai. Hắn ta bị đặt trong một cái bẫy, nếu muốn thoát ra thì phải trượt mặt của mình đi qua những con dao. Hắn cắn răng chịu đựng và vượt qua được, tức giận lao đến tấn công chiếc so, nhưng không ngờ là tiếp tục mắc vào một cái bẫy khác và bỏ mạng ở đó. Peter móc nó là cái dữ kiện mà mình đã có thì tìm ra được địa điểm cuối cùng nơi Rick đang tìm đến. Rick lúc này đã đến được nhà máy thịt Gideon thuộc quyền sở hữu của chiếc so, nhưng nếu anh mở cánh cửa căn phòng đang nhốt Eric và Hoffman ra thì một cái bẫy sẽ kích hoạt, hai khối đá sẽ rơi xuống đập nát đầu Eric, còn Hoffman thì bị rơi xuống vũng nước lúc này được kết nối với điện cao thế. Rick không hề biết điều này nên phá cánh cửa xông vào mặc cho Eric bên trong, bắn một phát súng ngăn chặn. Nhìn thấy Ackland, Rick nổ súng về phía hắn ta, còn cái bẫy cũng đã kích hoạt giết hai người còn lại. Peter cũng đến được nhà máy nhưng không tìm thấy Rick và các người còn lại. Anh vào trong căn phòng chính là nơi Jeff, người xuất hiện ở phần 3 vừa giết chết chiếc so. Jeff định nổ súng bắn Peter nhưng vì cảnh sát đã nhanh tay hơn. Dòng thời gian của phần 3 và phần 4 gần như là song song nhau. Về phía Rick, anh nổ súng giết Ackland ngay lúc hắn ta bật máy ghi âm lên. Nội dung trong cuộn băng đại khái là thử thách dành cho Rick, đó là hãy để các nạn nhân tự cứu lấy mình vì Rick luôn bị ám ảnh bởi việc phải cứu được tất cả mọi người. Nếu anh chịu đợi cho thời gian 90 phút kết thúc thì Eric và Hoffman đã được cứu sống. Rick khó khăn đứng dậy thì Hoffman bất ngờ đứng phía sau lưng anh ta. Một bí mật đã được tiết lộ, Hoffman chính là người thứ ba giúp sức cho John và Amanda tạo ra những cái bẫy. Hắn ta bỏ mặc Rick lại trong căn phòng đang bị thương nặng. Qua bên chỗ của Peter, khóa luôn cánh cửa, nhốt người cảnh sát lại. Cảnh phim quay lại thời điểm Hoffman nghe đoạn băng ghi âm trong phòng khám nghiệm tử thi. Đây là thời điểm sau khi những sự kiện trên đã diễn ra, người sẽ tiếp nối công trình đang dang dở của John lại là một cảnh sát. Phần 4 đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn chờ đợi ở cái phần tiếp theo, như việc Hoffman đã giúp sức cho John từ khi nào và động cơ nào để hắn ta làm ra những việc như thế này. Cùng đón chờ phần 5 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Giúp mình có thêm động lực bằng cách ấn like, share video, bấm vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.